K3, K đêm. Cô em thứ ba. Mày mới lấy cái phao này à? Ô, em bảo em lấy cái pháo nữa làm gì nữa. Là lấy bao nhiêu? Hài lòng. Cái phao to của anh xong lấy đánh. Đổi vận tí có làm sao. Em xuyên qua cái gì mà chặt thế? Chặt cho sướng. Kiếm đầu bắp ngô sống xiên này. Chú nào đến đâu Lăng xê của anh vứt một đống này thì lúc nào đi thì nó dối hết mẹ đi chứ con à. Hà Tuấn mua hạt chặn thế nào, toàn mua cái hạt bé này, mua hạt to không. Đây, tiêu từ đây thẳng ra cái bóng đèn này. Đấy. Anh em xem cô em được con đấy này em ít mọi này ấy lại hàng khủng rồi, thích chưa? Làm đôi con nữa thì về. Cứ dơ đi anh cân nữa. Thấy phao nổi lên nữa. Chưa. Vào đây. 2 mét nữa. Vào tí nữa em mới đến. Đấy. Mẹ bé. Su phi con à? Tổ mày. Em ơi, nó có hai cái vảy đấy. Ừ, tháo ra. Này, vứt mẹ trên bờ này. Nó sẽ chạy cả kìa. Sophie đây. Đây, Sophie đây này em. Chuột công. Chuột công mất mẹ rồi. Con này to hơn con của anh. Con này phải 6-7 cân này. 7 cân. Được. 7 cân. Hôm nay anh lôi cái anh tưởng bé. Ông kia ông quay phim ông bảo mẹ phải ít phải 7 cân. Mình bảo mình lôi làm đeo lên 7 cân. Thấy ông quay phim to thế. Thằng mà ông kéo túi vào thử sách nào để cho hộp. Phải được 7 cân. Còn hơn ít nhất nó phải tầm 7 cân thiếu một tí. Củ đấy. À. Ui. Đấy, đi mẹ mình đứng rồi. Vãi đái. Đấy. Ui giời. Đấy, hai anh em hôm nay làm con to thế này, ăn hết chứ đéo được. Hôm qua vừa làm con hơn 5 cân, hôm nay lại làm con 7 cân.
Dạ. Ôi ông đèo đống đồ lên con cá chết mẹ đi. về nhà chết kéo rồi. Vào xây bê game ăn lẩu dưới con bò cá. Thôi đi về K3 thế nó được rồi. Mai này ba anh em ông nào cũng lên cá rồi. Ông nhưng mà em lên con to nhất. Thế là ok rồi.